và các cháu Hoàng Thùy Linh là cựu đại diện ban chấp hành hội sinh viên Việt Nam tại Hannover và các cháu điều dưỡng viên tại Hannover, Braunschweig và CL cùng các bạn người Đức. Dạ, xin chào. Năm nay là năm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nhà nước Đức và Việt Nam trong một thời kỳ phát triển tốt đẹp. Và lúc này là thời điểm ở nước ta mọi người đang háo hức vui mừng đón Tết về. Chúng ta là những người xa quê hương cùng tụ tập đến đây để cùng vui đón xuân, cố gắng gìn giữ truyền thống tốt đẹp của đất nước mình. Nhân dịp này tôi xin thay mặt hội xin chúc tất cả một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống, hạnh phúc, các cháu học hành tấn tới. Đồng thời, hôm nay tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi sự hỗ trợ tích cực cho công việc tổ chức Tết, đặc biệt là Hội Sinh viên Việt Nam tại Hannover. Các thần như Trang Hoàng, Âm Thanh, sân khấu, sinh hoạt thiếu nhi, làm món ăn trong khâu ẩm thực của anh chị em hội viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hannover và các gia đình bạn bè quen biết và tất cả các cháu làm văn nghệ MC. Trước thềm năm mới Ất Mùi, tôi hy vọng trong chương trình vui Tết hôm nay chúng ta sẽ có được những giây phút ấm cúng vui Tết, san sẻ nhau những tình cảm đồng hương nơi xứ người, nhưng lúc nào cũng đoàn kết và xây dựng một cộng đồng tốt trong xã hội của nước Đức sở tại. Một lần nữa xin chúc một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin chào. Liverpool team or Liverpool Heights. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu dem heutigen Testfest. Zum neuen Jahr, Jahr der Siege, wünsche ich Ihnen Gesundheit, viel Kraft und Erfolg bei der Arbeit, im Leben und den Kindern guten Gelingen beim Lernen. In diesem Jahr feiern Deutschland und Vietnam das 40-jährige Jubiläum des bilateralen Beziehungen mit einer positiven Bilanz. Für die vietnamesische Kinderlerngruppe möchte ich mich dem Integrationsrat des Stadtbundes für seine Unterstützung bedanken. Für die Vorbereitung dieses heutigen Testfestes möchte ich mich im Namen des Vereins der Vietnamesen in Hannover und Umgebung allen Mitgliedern, den Familien und Freunden für euren Einsatz herzlich bedanken und wünsche euch gute Unterhaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Và sau đây là tôi cũng xin đến anh Phạm Việt Chiến, đại diện của sứ quán Việt Nam, anh là thông tán công sứ, sẽ lên phát biểu vài lời chúc Tết đối với bà con người Việt chúng ta ở vùng Hannover và Niedersachsen. Xin mời anh. Tôi nghĩ khác là chúng ta đang
thì bản thân chúng ta đã tạo thành một cái nền văn hóa, tức là một cái Việt Nam thu nhỏ trên đất nước nói chung và tại Hà Nội ở nói riêng. Tôi nghĩ như vậy. Và hôm nay cũng tôi nói thật là rất là vinh dự thay mặt đại sứ quán đến đây dự buổi gặp mặt đón năm mới của bà con tại Hà Nội. Thì chúng ta đang đứng trước cái ngưỡng cửa của năm mới Ất Mùi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người Việt Nam học giỏi và luôn luôn giữ trong tim mình niềm tự hào của người con đất Việt. Việt Nam tại Hannover năm 2015 là năm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, và tôi cũng hy vọng rằng các ban chấp hành hội người Việt Nam tại Hannover sẽ tổ chức nhiều hoạt động với những các loại hình phong phú để cùng nhau đóng góp vào những hoạt động trong toàn năm để chào mừng và kỷ niệm 40 năm quan hệ giữa hai nước và tăng cường cái tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Đức, giữa hai nhà nước Việt Nam và nhà nước Đức. Heute feiern wir nicht nur das Kriegsfest, sondern auch 40 Jahre gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Vietnam. Freuen uns sehr, dass eine so lange Zusammenarbeit schon besteht. Wir freuen uns auch auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Ja, tôi xin cảm ơn lời phát biểu của rất là khai mạc hội người Việt Nam tại Hannover. Tôi cũng xin anh là chuyển lời cảm ơn chúng tôi đến đại sứ quán Việt Nam, đặc biệt là đến chị đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh. Mùi vui vẻ, mang đậm hương sắc Việt và đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn.